trực tiếp U23 Việt Nam với U23 Croatia. Trụ cột trở lại, Thái Ly sẵn sàng gây địa chấn trước Á quân Vương quốc. Hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu giao hữu Dubai Cup 2022 sẽ tiếp tục tái diễn với cuộc đấu với đại diện châu Âu U23 Croatia. Đây sẽ là một đối thủ được đánh giá là rất cao khi đến từ nền bóng đá đang là Á quân của Vương quốc. Trước trận thì thầy huấn luyện viên Lee Jong-jin tiếp tục nhận được những tin vui để tự tin hơn vào một kết quả tốt, thậm chí là 3 điểm sau 90 phút. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều, U23 Việt Nam đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ với một thế trận cân đối và tỷ số hòa 0-0 trước U23 Iraq. Thậm chí nếu tận dụng tốt một vài tình huống đá bóng, thì thầy trò huấn luyện viên Lee Jong-jin đã có thể tạo nên một địa chấn ở trận mở màn. U23 Việt Nam trong trận đấu đầu tiên cho thấy một sự lì lợm và bình tĩnh, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Đối với U23 Iraq thì nhìn hơn nhiều về thể hình, thể lực. Dụng Quang Nho và các đồng đội vẫn không quá khó khăn để hóa giải những đợt lên bóng của đối thủ. Tuy nhiên, điều mà U23 Việt Nam cải thiện ở đây đó chính là ở mặt tấn công. Hai tiền đạo chủ chốt là Văn Đạt và Nguyễn Trần Việt Cường đã để lại được nhiều ấn tượng. Nhận xét một cách khách quan, lối đá mà U23 Việt Nam lựa chọn ở trận mở màn với Iraq vẫn còn khá an toàn và thiếu đi sự đột biến. Một ngày sau, trận hòa 0-0 trước U23 Iraq, U23 Việt Nam đã quay trở lại tập luyện để hướng tới trận đấu thứ hai tại Dubai Cup 2022 gặp U23 Croatia. Buổi tập ngày 24 tháng 3, U23 Việt Nam đã được thay đổi thời gian từ buổi chiều lên gần buổi trưa theo giờ ở Dubai. Buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra dưới thời tiết khá nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời là 33 độ C. Điều này khiến cho các cầu thủ gặp một chút khó khăn để có thể bắt nhịp với giáo án của ban huấn luyện. Cầu thủ nằm trong nhóm đá chính ở trận đấu gặp U23 Iraq chỉ khởi động nhẹ nhàng và chạy bộ quanh sân. Đáng chú ý là huấn luyện viên Lee Jong-jin cũng nhận thêm tin vui về tình hình lực lượng của U23 Việt Nam. Ba cầu thủ bị đau cơ là Trần Văn Đạt, Nguyễn Trọng Long và Lê Văn Đô đã không còn đi tập tễnh nữa mà có thể chạy cũng như là tập bóng với toàn đội. Về trường hợp của Liễu Quang Vinh, cầu thủ này không có mặt ở buổi tập ngày 24 tháng 3. Trung vệ của U23 Việt Nam được chẩn đoán là bị chấn thương ở vùng đầu gối trái, có khả năng là đứt dây chằng chéo. Hiện tại, Liễu Quang Vinh được các bác sĩ đưa đi kiểm tra và chụp chiếu để xác định rõ hơn về mức độ tổn thương. Trong buổi tập, thì huấn luyện viên trưởng Lee Jong-jin chủ yếu là đứng từ xa để quan sát các học trò và chỉ trực tiếp chỉ đạo ở các bài tập chiến thuật. Trong khi đó, thì huấn luyện viên Gao-ong Kyu-in cũng dành nhiều thời gian để quan sát và làm quen với cách vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam. Theo quyền huấn luyện viên trưởng Lee Jong-jin, U23 Việt Nam chơi tốt, thực hiện đúng ý đồ chiến thuật đặt ra. Dù vậy thì vẫn cần cải thiện một số vấn đề, đặc biệt là về thể lực. U23 Việt Nam có nhiều xáo trộn trong thời gian vừa qua khi một số cầu thủ được tăng cường lên đội tuyển quốc gia. Vì thế, giải đấu này tôi kỳ vọng nhiều vào các nhân tố mới. Trong trận gặp U23 Iraq, các cầu thủ đã chơi đúng và với ý đồ, với chiến thuật mà tôi đã đề ra. Tuyến giữa kiểm soát bóng tốt, cự ly đội bóng được đảm bảo nhưng đối thủ phòng ngự tốt nên là không có nhiều cơ hội nguy hiểm được chúng ta tạo ra, ông Lee nói. Đây là giải đấu giao hữu nên chúng tôi đặt vấn đề về lắp ráp lối chơi để các cầu thủ chơi bóng ăn ý. Điều này bổ sung bởi thời gian từ nay đến SEA Games 31 không còn nhiều. Trận đấu với U23 Iraq đã đem lại nhiều điều bổ ích cho các cầu thủ, quyền huấn luyện viên trưởng Lee Jong-jin nói tiếp. Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, sau trận gặp Iraq, U23 Việt Nam cần phải cải thiện thể lực bởi không chỉ là ở giải đấu Dubai Cup lần này mà tại SEA Games 31 cũng sẽ diễn ra trong điều kiện nắng nóng. Trong số 10 đội bóng tham dự Dubai Cup 2022, U23 Croatia là một cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi mà đến từ châu Âu. Tuy nhiên, lực lượng mà Croatia mang đến UAE lần này chỉ là các cầu thủ ở độ tuổi là U20, khi mà đội U21 nước này phải tham gia vòng loại U21 châu Âu 2023. Ngoài các cầu thủ thi đấu trong nước thì U23 Croatia cũng sở hữu hai cầu thủ mang áo khoác của câu lạc bộ nước ngoài. Cầu thủ mà U23 Việt Nam phải quan tâm chăm sóc đặc biệt đó chính là cầu thủ Matezi Vuka. Tiền vệ chạy cánh sinh năm 2000 và được định giá là 750.000 euro vượt xa những ngôi sao hàng đầu của Việt Nam như Quang Hải hay là Hoàng Đức. Anh cũng đã khoác áo đủ các lứa tuyển trẻ Croatia từ U15 đến U21. Năm ngoái, chân sút 21 tuổi từng được điền tên vào danh sách U21 Croatia tham dự U21 châu Âu. Đáng tiếc là chấn thương đã khiến cầu thủ này không thể được thể hiện tài năng ở sân chơi quốc tế.
Hiện tại thì bóng đá Croatia đang nằm trong top 15 trên bảng xếp hạng FIFA và cũng là nhà đương kim Á quân của vòng cúp. Dù đến từ nền bóng đá phát triển nhưng những sự non kém về mặt kinh nghiệm là điều dễ nhận thấy ở U23 Croatia. Ở trận mở màn thì thầy trò của huấn luyện viên đội tuyển U23 Croatia có thể nói là đã thua đại diện Nhật Bản thất bại với tỷ số là 0-1. Nó cũng chưa phản ánh được hết thế trận của cuộc đối đầu này. Đến từ châu Âu, việc phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng tại UAE cũng ảnh hưởng tới thể lực của U23 Croatia. Điều này cũng khiến cho những pha xử lý cuối của các cầu thủ trẻ trở nên là thiếu chính xác. Việc U23 Croatia thi đấu trong thời tiết là khá nóng vội thì đó cũng là điểm yếu mà U23 Việt Nam có thể là khai thác. Ngoài Liễu Quang Vinh, U23 Việt Nam vẫn có thể có được lực lượng mạnh nhất. Điều đó không có nhiều thông tin về nhau. Dự đoán là U23 Việt Nam và U23 Croatia sẽ thi đấu khá thăm dò ở những phút đầu. Tuy nhiên là nếu cải thiện được chất lượng chơi bóng trên hàng công, thầy trò huấn luyện viên Lý Dòng Xin hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là giành chiến thắng trước đối thủ đến từ châu Âu. Ban tổ chức xác nhận U23 Việt Nam lỡ hẹn với U23 Thái Lan ở Dubai Cup. Nhưng công bố ban đầu của ban tổ chức Dubai Cup 2022, các đội bóng sẽ thi đấu hai lượt trận đầu tiên theo kết quả đã được phân cặp. Sau khi hai lượt trận ngày 23 và 26 tháng 3 kết thúc, ban tổ chức sẽ có căn cứ vào thành tích của các đội để chơi cặp ở lượt trận cuối cũng như là xác định được vị trí chung cuộc của cuộc giải. Tuy nhiên, theo thông tin mới đây cập nhật ngày 25 tháng 3, ban tổ chức giải đã có một thông báo mới. Theo đó thì các đội tham dự Dubai Cup 2022 nếu như mà có chung bảng tại vòng chung kết U23 châu Á sẽ không gặp nhau ở trận lượt cuối. Điều này đồng nghĩa với việc là U23 Thái Lan sẽ không chạm trán với U23 Việt Nam. Ở vòng chung kết U23 châu Á năm 2022, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc. Dù lỡ hẹn với Thái Lan ở Dubai Cup 2022, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội chạm trán với voi chiến tại SEA Games 31 từ giải Knockout khi mà hai đội không nằm chung bảng. Theo điều lệ của Dubai Cup 2022, đội đứng thứ hai sau hai lượt sẽ gặp đội xếp thứ hai trong trận tranh vô địch. Tương tự như vậy thì đội hạng 3 và hạng 4 sẽ gặp nhau trong trận là tranh huy chương đồng. Ở trong các trận tranh thứ hạng này, nếu các đội hòa nhau trong 90 phút thi đấu sẽ lập tức bước vào loạt 11m thay vì là phải trải qua 30 phút của hai hiệp phụ. Với kết quả 0-0 trước Iraq ở lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đang tạm thời là xếp thứ 6. Xếp sau thầy trò huấn luyện viên Lee Jong-jin là hai đối thủ duyên nợ với U23 Thái Lan vị trí thứ 7 và Trung Quốc vị trí thứ 8. Tuy nhiên, thứ hạng này chắc chắn sẽ thay đổi khi mà lượt trận thứ 2 kết thúc. Trên đây là một số nội dung chính được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.